Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Trong bài học trước thì cô và các em đã cùng học về bài chia đa thức một biến đã sắp xếp rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm phần luyện tập về phần này nhé. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm đó là bài 70 trang 32 sách giáo khoa. Rồi, làm bài này người ta yêu cầu mình là làm tính chia. Ở câu A, 25 x mũ 5 trừ 5 x mũ 4 cộng 10 x bình phương chia cho 5 x bình phương. Vậy ở câu này thì chúng ta đang thực hiện là chia đa thức cho đơn thức đúng không nào? Vậy để chia một đa thức cho một đơn thức thì chúng ta sẽ lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức rồi cộng các kết quả lại với nhau. Vậy ở đây thì cô sẽ thực hiện lấy hạng tử đầu tiên của đa thức chia cho đơn thức, tức là lấy 25 x mũ 5 chia cho đơn thức là chia cho 5 x bình phương. Rồi cộng thì chỗ này ở đây dấu trừ cho nên cô sẽ ghi dấu trừ luôn là trừ 5 x mũ 4 chia cho 5 x bình phương. Rồi cộng cho hạng tử thứ 3 tức là 10 x bình phương chia cho 5 bình phương. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện là chia đơn thức cho đơn thức. Quy tắc thì chúng ta sẽ lấy hệ số chia cho hệ số trước. Đầu tiên 25 chia cho 5 là được 5. Sau đó lấy x mũ 5 chia x mũ 2, cô sẽ giữ nguyên cơ số. Lấy số mũ 5 trừ số mũ 2 thì còn được là x mũ 3. Dấu là trừ chia cho cộng thì sẽ được là trừ 5 chia 5 được 1. X mũ 4 chia x bình phương giữ nguyên. Rồi lấy 4 trừ 2 mình được 2 đúng không nào? Sau đó cộng chia cộng được cộng. 10 chia 5 được, được 2. X bình phương chia x bình phương bằng 1, mà 2 nhân 1 thì cô ghi là bằng 2 đúng không nào? Và nếu sau này chúng ta đã làm quen rồi thì các em có thể bỏ bước thứ hai này đi và tính ra bước kết quả cuối cùng luôn đúng không nào? Rồi, đó là câu A. Câu B, 15 x mũ 3 y bình phương trừ 6 x bình phương y trừ 3 x bình phương y bình phương chia cho 6 x bình phương y. Rồi, câu B tương tự mình sẽ thực hiện chia đa thức cho đơn thức. Cô sẽ lấy từng hạng tử của đa thức cho đơn chia cho đơn thức. 15 chia 6 thì cô được là 15 phần 6 đúng không nào? Rút gọn cho 3 thì cô sẽ được 15 chia 3 là 5, 6 chia 3 là 2. X mũ 3 chia x bình phương x y bình phương chia cho y. Rồi, trừ chia cho cộng thì sẽ được là trừ 6 chia 6 bằng 1. X bình phương chia x bình phương bằng 1, y chia cho y bằng 1. Vậy chỗ này cô chỉ ra được là 1 đúng không nào? Trừ chia cho cộng phải được trừ. 3 chia 6 rút gọn cho 3 thì cô được là 1/2. X bình phương chia x bình phương là bằng 1, y bình phương chia y bằng y. Vậy cô sẽ có kết quả là bằng 5/2 xy trừ 1 trừ 1/2y đúng không nào? Rồi, đó là bài 70 thực hiện chia đa thức cho đơn thức. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài 71. Bài 71, đề bài là không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không. Rồi, câu A. Đa thức A bằng 15 x mũ 4 trừ 8 x mũ 3 cộng với x bình phương B là bằng 1/2 x bình phương. Một đơn thức cũng được coi là một đa thức, vậy B cũng là một đa thức đúng không nào? Vậy để kiểm tra một đa thức có chia hết cho đơn thức hay không thì các em sẽ kiểm tra từng hạng tử của đa thức đó có chia hết cho đơn thức hay không. Rồi, vậy đầu tiên các em sẽ kiểm tra cho cô hạng tử đầu tiên là 15 x mũ 4. Kiểm tra xem có chia hết cho 1/2 x bình phương hay không. Thì đơn thức A sẽ chia cho đơn thức B nếu mọi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A. Tức là ở đây là mình có biến của
Đơn thức B là x đúng không nào? Bên này cũng có x và số mũ 2 thì nhỏ hơn số mũ 4, vậy 15 x mũ 4 sẽ chia hết cho 1/2 x bình phương. Tương tự như vậy ta có là trừ 8 x mũ 3 cũng sẽ chia hết cho 1/2 x bình phương. Vậy bên này có x, bên này cũng có x. Số mũ bên này là 2, số mũ bên này là 3 thì đều thỏa mãn. Còn lại là x bình phương cũng sẽ chia hết cho 1/2 x bình phương. Số mũ bên đơn thức B phải nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của đơn thức A. Vậy từ ba ý này thì ta sẽ suy ra được tổng của ba đơn thức này, tức là đa thức là 15 x mũ 4 trừ 8 x mũ 3 cộng với x bình phương. Đa thức này sẽ chia hết cho đơn thức là 1/2 x bình phương, đúng không nào? Rồi, đó là câu A. Câu B. Có đa thức A bằng x bình phương trừ 2x cộng 1. Và đa thức B là bằng 1 trừ x. Vậy để kiểm tra thì đầu tiên các em sẽ biến đổi đa thức A trước, đúng không nào? Ta có A là bằng x bình phương trừ 2x cộng 1. Thì em thấy A chính là gì nào? Hằng đẳng thức, được chưa? Hằng đẳng thức số 2 với A là x, B là 1. A bình phương này trừ 2 lần AB, tức là nhân 1 đấy, cộng B bình phương. Vậy ta sẽ được là A trừ B tất cả bình phương. A là x, B là 1 tất cả bình phương. Nhưng mà đa thức B của mình là 1 trừ x. Thì chỗ này các em sẽ lưu ý cho cô là A trừ B tất cả bình phương cũng sẽ bằng B trừ A tất cả bình phương. Vậy chỗ này cô có thể viết lại bằng 1 trừ x tất cả bình phương. Vậy 1 trừ x tất cả bình phương có chia hết cho 1 trừ x không nào? Có, đúng không? Vậy chỗ này cô sẽ suy ra được là 1 trừ x tất cả bình phương chia hết cho 1 trừ x. Vậy đa thức A sẽ chia hết cho đa thức B, đúng không nào? Rồi, đó là bài 71. Chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, đó là bài 72, làm tính chia. Bài 72 cho bài 2. Rồi, để thực hiện bài này, tức là chúng ta đã thực hiện là chia đa thức một biến đã sắp xếp. Vậy các em kiểm tra hai đa thức này mình đã sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến chưa nào? X 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 2 đã sắp xếp rồi đúng không nào? X bình phương trừ x cộng 1 cũng đã sắp xếp. Vậy ta chỉ thực hiện là đặc tính 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 2. Cô sẽ thực hiện chia cho đa thức x bình phương trừ x cộng 1. 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 2. Rồi, bây giờ cô sẽ thực hiện đặt phép tính chia. Rồi, vậy để thực hiện chia các đa thức một biến đã sắp xếp thì bước 1, chúng ta sẽ lấy hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị chia chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia, tức là các em sẽ lấy 2x mũ 4 chia cho x bình phương, cô sẽ được là 2x bình phương. Sau đó lấy 2x bình phương nhân với đa thức chia, sau đó viết phía dưới đa thức bị chia. 2x bình phương nhân x bình phương thì cô được là 2x mũ 4. 2x bình phương nhân với trừ x sẽ được là trừ 2x mũ 3. Những đơn thức đồng dạng mình phải viết thẳng hàng xuống. Trừ 2x mũ 3. 2x bình phương nhân 1 thì bằng 2x bình phương. Sau đó cô thực hiện lấy đa thức bị chia trừ cho cái tích vừa tìm được. 2x mũ 4 trừ 2x mũ 4 là bằng 0. Cộng 1x mũ 3 trừ cho trừ 2x mũ 3. Trừ cho trừ sẽ ra cộng, tức là 1 cộng 2 là bằng 3x mũ 3. Trừ 3 trừ cho trừ cho cộng 2, trừ 3 trừ 2 là trừ 5x bình phương. Rồi ở trên thì mình sẽ viết lại xuống là cộng 5x trừ 2.
Tiếp theo các em sẽ lấy hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất này chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia. 3x mũ 3 chia cho x bình phương thì cô sẽ được là 3x, đúng nè. Rồi, 3x nhân x bình phương được là 3x mũ 3. 3x nhân trừ x là trừ 3x bình phương. 3x nhân 1 là 3x. Rồi, cô lại tiếp tục đặt phép trừ. 3x mũ 3 trừ 3x mũ 3 bằng 0. Trừ 5 trừ cho trừ 3 tức là cộng 3. Trừ 5 cộng 3 là trừ 2x bình phương. 5 trừ cho 3 là cộng với 2x. Trừ 2, cô sẽ viết xuống lại. Rồi, sau đó tiếp tục các em vẫn thấy là số mũ là bằng số mũ của đa thức chia, đúng không nào? Lấy trừ 2x bình phương chia x bình phương sẽ được là trừ 2. Lấy trừ 2 nhân x bình phương là được trừ 2x bình phương. Trừ 2 nhân trừ x, trừ với trừ là ra cộng. Và chỗ đó sẽ ra là cộng 2x. Trừ 2 nhân 1 là trừ 2. Thực hiện trừ 2 đa thức này thì ta sẽ được kết quả là bằng 0. Vậy phép chia này là phép chia hết, đúng không nào? Vậy kết luận lại là 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 2. Rồi đa thức này chia cho đa thức x bình phương trừ x cộng 1 sẽ bằng thương là ở đây là 2x bình phương cộng 3x trừ 2. Vậy đó là kết quả của bài 72. Đúng nào? Bài tiếp theo là bài 73. Người ta cầu mình là tính nhanh. Câu A, 4x bình phương trừ 9y bình phương. Chia cho 2x trừ 3y. Rồi, vậy ở câu A này thì cô sẽ thấy là cô có 4x bình phương trừ 9y bình phương. Cô có thể đưa được về dạng hằng đẳng thức, đúng không nào? Hằng đẳng thức số 3. Vậy đầu tiên cô sẽ đưa bằng 4x bình phương tức là 2x tất cả bình phương. Rồi trừ cho 9y, 9 tức là 3 bình phương. Và chỗ đó cô có thể viết được là 3y tất cả bình phương, đúng không nào? Rồi chia cho 2x trừ 3y. Rồi bằng A bình phương trừ B bình phương, hằng đẳng thức số 3 sẽ bằng gì nào? A cộng B nhân với A trừ B. Vậy chỗ đó cô sẽ viết được là A là 2X, B là 3Y. Cô sẽ viết được là 2X cộng 3Y rồi nhân với 2X trừ 3Y, đúng không nào? Chia cho đa thức bên này là 2X trừ 3Y. Và ở đây thì cô có thể rút gọn được 2x trừ 3y với nhau. Vậy kết quả cô sẽ được là bằng 2x cộng 3y. Vì cô đã rút gọn 2x trừ 3y với bên này rồi, đúng không nào? Rồi, đó là câu A. Câu B, 27x mũ 3 trừ 1 chia cho 3x trừ 1. Rồi, bằng các em sẽ mũ 3 thì chúng ta sẽ đưa về dạng hằng đẳng thức, đúng không nào? Hằng đẳng thức 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7 thì các em sẽ đưa được về dạng là A mũ 3 trừ B mũ 3. Và chỗ đó cô sẽ phân tích ra 27 tức là 3 mũ 3 nhé. Vậy chỗ đó cô sẽ viết được là 3x tất cả mũ 3 trừ 1 tức là 1 mũ 3. Rồi, chia cho 3x trừ 1. Rồi, hằng đẳng thức A mũ 3 trừ B mũ 3 là bằng gì nào? Bằng A trừ B tất cả nhân với A bình phương cộng AB cộng B bình phương, đúng không nào? Vậy cô sẽ thay vào, được là 3x này, A trừ B
Nhân với a bình phương, a là 3x thì bình phương lên cô sẽ được là 9x bình phương cộng a nhân b, tức là 3x nhân 1 là 3x cộng với b bình phương là 1 bình phương bằng 1, rồi chia cho 3x trừ 1. Thì khi đó cô có thể rút gọn được 3x trừ 1. Rồi vậy chỉ còn lại là 9x bình phương cộng với 3x cộng 1, đúng nè. Rồi, đó là câu B. Câu C. 8x mũ 3 cộng 1 chia cho 4x bình phương trừ 2x cộng 1. Rồi, tương tự như vậy câu C thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hàng đẳng thức. 8x mũ 3 cộng 1, tức là cô sẽ được là 8x mũ 3, tức là 2x tất cả mũ 3. Vậy chỗ này cô sẽ viết được là 2x tất cả mũ 3 cộng với 1 mũ 3, đúng không nào? Rồi, chia cho đa thức 4x bình phương trừ 2x cộng 1. Hằng đẳng thức trong ngoặc là a mũ 3 cộng b mũ 3 sẽ bằng a cộng b, tức là 2x cộng 1, nhân với a bình phương, 2x tất cả bình phương lên là được 4x bình phương trừ ab trừ 2x nhân 1 là trừ 2x cộng b bình phương là cộng 1, rồi chia cho 4x bình phương trừ 2x cộng 1. Vậy cô sẽ rút gọn được cụm là 4x bình phương trừ 2x cộng 1, đúng không nào? Kết quả sẽ còn lại là 2x cộng 1. Rồi, câu D. X bình phương trừ 3x cộng xy trừ 3y, rồi chia cho x. Rồi, ở câu D này thì các em sẽ phân tích cái đa thức trong ngoặc này thành nhân tử để rút gọn được với x cộng y. Vậy để phân tích thì chúng ta sẽ thực hiện là nhóm hạng tử, sau đó là đặt nhân tử chung. Vậy cô sẽ thực hiện nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ hai là x bình phương trừ 3x. Nhóm hạng tử thứ ba với hạng tử thứ tư, dấu đầu tiên là dấu cộng, cho nên ở trong ngoặc cô sẽ giữ nguyên dấu. Rồi, đây là cô mới thực hiện là nhóm hạng tử chia cho x cộng với y. Rồi, khi nhóm hạng tử như vậy thì các em sẽ thấy xuất hiện nhân tử chung, đúng không nào? X bình phương trừ 3x thì sẽ xuất hiện nhân tử chung là x. Bên này sẽ còn được là x trừ cho 3, rồi cộng xy và trừ 3y thì sẽ có được là y chung, đúng không nào? Vậy sẽ còn lại là x trừ 3 chia cho x cộng với y. Rồi, khi đặt như vậy thì chúng ta lại thấy tiếp tục xuất hiện nhân tử chung chính là x trừ 3. Cô lại tiếp tục đặt một lần nữa. Đặt nhân tử chung là x trừ 3. Bên này sẽ còn lại là x, cháu là cộng y. Rồi, chia cho đa thức x cộng y. Và khi đó thì ta thấy là mình có thể rút gọn được là x cộng y, đúng không nào? Vậy kết quả chỉ còn lại là x trừ 3. Rồi, đó là bài 73. Bài cuối cùng, bài 74. Đề yêu cầu mình là tìm số A để đa thức 2x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng x cộng A chia hết cho đa thức x cộng 2. Vậy để thực hiện thì muốn biết đa thức đó chia hết cho đa thức x cộng 2 là ra được bao nhiêu thì chúng ta sẽ đặt phép chia. Đầu tiên cô đặt phép chia. Những đa thức này đã sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến nhé. Trừ 3x bình phương cộng với x cộng với A. Cô sẽ thực hiện chia cho đa thức x cộng 2. Người ta yêu cầu mình là tìm số A. Rồi, cô sẽ thực hiện đặt phép chia. Vậy, đầu tiên cô sẽ lấy 2x mũ 3 chia cho x là được 2x bình phương. 2x bình phương nhân x được 2x mũ 3. 2x bình phương nhân 2 là được 4x bình phương. Rồi, cô sẽ thực hiện trừ 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3 bằng 0.
trừ 3 trừ cho 4 nữa là trừ 7 x bình phương đúng không nào, cộng với x cộng với a, cô viết lại. Sau đó lấy trừ 7x bình phương chia cho x thì cô được là trừ trừ 7x. Trừ 7x nhân x là được trừ 7x bình phương. Trừ 7x nhân với 2 là được trừ 14x. Rồi. Cô lại tiếp tục trừ. Trừ 7 trừ cho trừ 7 là bằng 0. 1x trừ cho trừ 14x tức là cộng 14. Vậy chỗ này sẽ được là 15x cộng với a. Các em tiếp tục lấy 15x chia x là được 15 đúng không nào? 15 nhân x là 10 15x. 15 nhân với 2 là ra cộng cho 30. Rồi. Vậy chỗ này vậy kết quả khi các em tìm được thì cô có thể viết lại ở bên này. Ở bên kia thì bạn của cô đã hết chỗ nên cô sẽ viết vào bên này để các em nhìn rõ lại nhé. Rồi, cô sẽ thực hiện đặt lại phép tính chia. Ở bên này thì cô chỉ việc thực hiện lại thôi, tại vì bên kia bảng của cô đã hết chỗ rồi nhé. Ở bên kia thì cô và các em đã cùng thực hiện tới bước này rồi đúng không nào? Và chúng ta sẽ thực hiện trừ tiếp. Lấy 15x trừ 15x bằng 0. Vậy chỗ này mình sẽ còn lại là a trừ cho 30. Để phép chia này là phép chia hết thì số dư phải bằng mấy nào? Chia hết tức là dư bằng 0. Vậy tức là a trừ 30 phải bằng 0 thì phép chia này mới là phép chia hết đúng không nào? Rồi. Để phép chia là phép chia hết thì chia hết tức là thì a trừ 30 phải bằng mấy nào, số dư phải bằng bằng 0 đúng không nào, a trừ 30 bằng 0 tức là a bằng 30. Vậy nếu a bằng 30 thì phép chia này là phép chia hết nào. 7 a bằng 30 thì phép chia đa thức 2x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng x cộng a cho đa thức 2 là phép chia hết. Được không nào? Nếu phần dư bằng 0 thì phép chia này là phép chia hết. Rồi, vậy trên đây thì cô đã sửa cho các em các bài tập trong phần luyện tập của bài chia đa thức một biến đã sắp xếp. Nếu các em thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm được nhiều video hay hơn nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.